Rồi các bạn thấy 5 phút nữa rồi, chín rồi đó các bạn. Mấy con cá ở ngoài nó khô hết rồi, ở trong cũng chín hết rồi. Rồi, xin chào các bạn, mình đã quay trở lại đây. Đây rồi. Hôm nay mình sẽ làm món cá ồ nướng. Hôm rồi là mình nướng con cá róc. Hôm nay sẽ ăn con cá ồ nướng này các bạn. Đây, hai con. Mỗi con 10.000 hay nhiêu đó, quên mất rồi. 10.000 một con. Rất là rẻ các bạn. Thịt cá thì mình đã ăn một hai lần rồi, mình thấy nó cũng ngon. Nhưng mà cái con cá ồ này trong thành phố mà nó bán là phải 40-50 ngàn một con nha, không có rẻ như ngoài đây đâu. Được cái là ở trong đó mình về đây mình thấy mấy món ăn á thích lắm, món nào nó cũng rẻ mà nó ngon lắm các bạn. Rồi thì để làm cái món cá ồ nướng này thì bây giờ mình sẽ đi cá lúc mà mình mua về á thì làm sạch nha, móc ruột rồi ra làm sạch mang. Rồi vậy thôi, mình sẽ cắt hai đường hai bên con cá như thế này là các bạn, để ướp vào gia vị cho nó thấm, tại vì con cá này nó cũng hơi to á. Rồi bây giờ trước khi đem nướng thì mình sẽ ướp gia vị vô con cá này. Rồi gia vị ướp cá của mình nè các bạn, muối, ớt, tỏi, mấy cọng hành lá. Rồi bây giờ mình sẽ đi giã nhuyễn cái này lên rồi ướp cá thôi. Đây, làm dân dã thì gia vị các kiểu đều dân dã hết, dễ tìm. Rồi bây giờ mình sẽ ướp cá các bạn. Này hai con này ướp vô thôi, cho nó vào đây cho nó thấm. Sau khi mình ướp cá rồi mình để chừng 15 phút nửa tiếng á, cho cá nó thấm gia vị. Xong rồi mình sẽ đem cá đi nướng các bạn. Rồi bây giờ chờ chút xíu cho cá nó thấm gia vị cái đã. Rồi nửa tiếng rồi các bạn, bây giờ tiến hành chuyển qua nướng cá ồ thôi. Rồi thì bỏ miếng lá chuối lên cho nó sạch rồi, xong rồi bây giờ cho cá lên nướng. Đấy, mình bây giờ mình không nướng, vợ mình nướng, mình ngồi sao thôi cái camera thôi các bạn. Đây, hai con cá này nó to lắm cho nên hứa hẹn là nướng chắc phải nửa tiếng hơn thì nó mới chín á. Rồi nha, đó thì miếng luôn. Đây các bạn, hai con to, mỗi con gần 10.000, thoải mái luôn. Hai con cá quá rẻ. Nướng hai con này cũng lâu lắm. Đấy, bốc khói thơm. Hôm là do lá chuối thơm chưa. Đây các bạn, nó đã được một mặt rồi đó. Không phải, nó lật qua thôi, mới đảo à. Mới được khoảng 5 phút rồi các bạn. Cái đen đen là do cái lá chuối dưới lót á, nó bị cháy. Không phải con cá cháy đâu. Rồi, bắt đầu bốc mùi thơm rồi. Rồi, mỗi lần mà nướng mấy con cá to là hơi phê, lâu lắm. Đây, hai con cá ồ của chúng ta đã được hơn 10 phút rồi các bạn. Đấy, nó chín rồi đó, chín ở ngoài, còn ở trong chắc chưa chín. Đấy, nhìn có vẻ cũng hấp dẫn lắm à. Cá ồ, tí nữa mình sẽ chấm nước mắm mình ăn. Rồi các bạn thấy 5 phút nữa rồi, chín rồi đó các bạn. Mấy con cá ở ngoài nó khô hết rồi, ở trong cũng chín hết rồi. Rồi nướng mấy con cá ồ này, mấy con cá to to này để lửa riu riu nhỏ nhỏ thôi nha các bạn, lửa lớn quá là nó sẽ cháy, ở trong nó sẽ không chín. Con này cũng không có to lắm cho nên nướng cũng khá là nhanh. Rồi đấy, rồi bây giờ sẽ lấy cá xuống đem nước mắm ra
ăn thử coi con cá ô mình nướng nó như thế nào. Đây, nhìn nó thấy ngon rồi đó, để ăn coi. Rồi, 20 phút hoàn thành món cá ô nướng. Đây, bạn thấy không? Con cá nướng này nó khô hết rồi nè, nó chín hết rồi. Bây giờ mình sẽ thử ở trong coi nó như thế nào nha. Đây là coi, đây ở trong nó vẫn còn ướt, đây nó khô ngoài nhưng mà nó không có khô thịt các bạn. Đây thịt nó vẫn còn ướt này, đây. À, thấy rõ không? Đây, ngon lành luôn. Một mảng đây, đã chưa? Rồi ăn thử coi tình hình em nó như thế nào, đẹp mắt như màu không, chấm một ít nước mắm nha. Thịt cá ngọt dai, có cá biển mà cho nên nó mặn mặn nữa, ngon. Ăn lúc nóng thì rất là ngon các bạn, nhưng mà mỗi tội nước mắm cay quá. Rồi cầm đi, đây này, ngon cực kỳ nha. Con cá này nó rẻ, nó ngon lắm các bạn. Rẻ mà ngon chứ không phải rẻ mà dở đâu nha. Rồi, nếu các bạn thấy hết video của mình thì các bạn comment bên dưới nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các món ăn tiếp theo của mình nhé. Xin chào các bạn.